Gần đây, Suboi được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn, nhất là huấn luyện viên chương trình Rap Việt. Theo đó, bà mẹ Bỉm Sữa là huấn luyện viên nữ duy nhất xuất hiện trong game show và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả bởi những phát ngôn khá hài hước và thẳng thắn chân thật. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân nữ rapper đã đăng tải dòng trạng thái khá dài, thể hiện sự không hài lòng khi cô đọc được các thông tin không đúng về người thân. Cụ thể, có trang mạng đã đặt tích bằng sự việc bố ruột Suboi qua đời từ sớm, từng bị bạn trai động tay động chân. Ngay lúc này đây, cô đính chính và mong khán giả không tiếp tay cho những nguồn tin thiếu chính xác như vậy. Có lẽ họ tạm quên lương tâm của mình ở đâu đó, nghĩa là họ có, nhưng có lúc những quyết định hành động của họ bị tác động bởi một lòng tham nào đó. Bố của tôi đang tuổi hưu, làm những việc xóm phường, cùng mẹ tôi làm từ thiện, chăm cháu, quán xuyến massage khiếm thị. Tôi có kể chuyện bố tôi ở độ tuổi trung niên đã trải qua một thời gian nhiều biến cố, xảy ra cùng một lúc, mất việc và bị tai nạn xe cộ. Vậy mà hôm nay khi đào lại, họ dám viết tựa đề như vậy luôn. Theo đó, huấn luyện viên chương trình rap mong mọi người sẽ tiếp nhận những thông tin bổ ích thay vì những cụm từ tò mò, mang tính giật gân. Khó khăn của phụ nữ, tiếng nói trẻ em, tư duy giới trẻ, áp lực của đàn ông, cách hỏi han và giúp đỡ người tàn tật, trẻ em mồ côi, các chương trình giải trí cho cộng đồng là những điều Suboi cho rằng cần được phổ cập. Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện của nữ huấn luyện viên được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình. Không ai chịu im lặng khi người thân của mình bị đưa lên mạng xã hội với các thông tin tiêu cực, ảnh hưởng cuộc sống như vậy. Hiện tại, bài viết của cô đã nhận được hơn 40.000 lượt tương tác. Điều này chứng tỏ rằng ai cũng muốn bảo vệ cho Suboi và cần các thông tin chính xác hơn về nghệ sĩ.